Kính chào quý khán giả, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong Talk Show Bác sĩ Gia đình được phát sóng trực tiếp vào mỗi tối thứ ba hàng tuần trên kênh Đồng Nai 1. Quý vị và các bạn thân mến, ung thư da là một tình trạng phát triển bất thường của tế bào da và là một dạng ung thư phổ biến hiện nay. Và ba loại ung thư da mà chúng ta thường hay gặp đó chính là ung thư tế bào đáy, tế bào sừng và tế bào hắc tố. Và trong đó thì phổ biến nhất là ung thư tế bào đáy và tế bào sừng. Và cả hai loại này thì đều ở bề mặt với những cái tốc độ phát triển chậm và khả năng chữa lành cao, nhất là khi được phát hiện sớm. Và loại ung thư tế bào hắc tố thì nặng hơn, ảnh hưởng đến các lớp sâu hơn của da và sẽ có những cái nguy cơ di căn đến các mô khác, nhất là trong ba loại. Trong Talk Show Bác sĩ Gia đình tuần này thì chương trình rất là vui mừng được chào đón sự trở lại của giáo sư Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam. Và ngày hôm nay thì giáo sư sẽ giúp cho quý khán giả có thể hiểu rõ hơn về ung thư da và cái cách phát hiện sớm ung thư da để điều trị kịp thời. Trước hết thì xin được cảm ơn giáo sư đã nhận lời tham gia chương trình. Và Ngọc Như xin được thông tin đến quý khán giả một số cái ghi nhận của chương trình. Đó là hiện nay số người bị ung thư da ngày một tăng lên và những người sống tại các vùng thì nhiều ánh nắng mặt trời sẽ có nguy cơ cao nhất, đặc biệt là đối với những người thường xuyên tiếp xúc với tia cực tím. Một điều đáng mừng là hầu hết những cái loại ung thư da đều có thể phòng ngừa được bằng cách chúng ta có thể hạn chế hoặc là tránh tiếp xúc thường xuyên với tia cực tím và phát hiện ngay từ sớm với những cái biến đổi trên da của chúng ta. Và nếu như phát hiện sớm thì hầu như các loại ung thư da đều có khả năng chữa khỏi rất cao. Chính vì vậy mà phải luôn bảo vệ làn da của mình để tránh ánh nắng mặt trời, cũng như là thường xuyên kiểm tra những cái dấu hiệu ung thư định kỳ về da. Và nếu như mà không được điều trị hoặc là điều trị không đúng thì ung thư da sẽ ngày một phát triển, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và ngay cả đến tính mạng của người bệnh. Bây giờ thì chúng ta sẽ có cuộc trao đổi với giáo sư Nguyễn Chấn Hùng. Đối với mỗi bộ phận trên cơ thể đều có những cái chức năng riêng, bất kỳ một cái bộ phận nào không khỏe thì cũng đều ảnh hưởng đến chất lượng sống của con người. Trước tiên thì sẽ được hỏi giáo sư, giáo sư có thể chia sẻ những cái khái niệm về da trên cơ thể của con người. Tôi không phải là chuyên gia về da. Chuyên gia mà nhất là các bác sĩ thì có chuyên ngành là da liễu, cho nên ta biết chi li lắm. Nhưng mà tôi lưu tâm tới là lưu tâm cái ung thư da. Tuy nhiên tôi cũng có một cái nhìn chia sẻ vài con, nó không có thật là đi sâu vào chuyên môn lắm, nhưng thấy hay chúng ta đều biết là người ta nói nhất dáng nhì da, nhất là phụ nữ thì chúng ta thấy rõ ràng là cái da nó quý. Nhưng mà tôi có một ông thầy xưa dạy về da thì ông nói vậy, tại vì các cái bác sĩ rồi này kia thì người ta tính là phổi bao tử này kia rồi mổ máy coi nó thật là hay, còn cái da thấy nó chung chung quá đây. Nhưng mà tôi nhớ ông thầy nói các anh đừng có tưởng da nó quan trọng nhất, nó bao trùm hết, mà quả thật nó bao trùm, nhưng mà nếu mà nó lỡ ra cái chỗ nào nó không còn trùm được nữa chúng ta khổ lắm. Đứt da một cái, chỉ cái xước da một cái chúng ta cảm giác như thế nào thì chưa nói tới cái chuyện mà là ung thư. Thứ hai là gì, cái màu da thì nó có cái hay thế này. Tôi có viết một bài là ánh nắng cho chúng ta màu da ha. Thì chúng ta thấy ở đây cái về đối với da đó thì là chúng ta không ngờ chúng ta cần ánh nắng. Ánh nắng mà không có ánh nắng, không có tia cực tím thì cơ thể không có vitamin D. Chúng ta biết bao nhiêu cái khó khăn đi theo cái đó. Nhưng mà và chúng ta cũng biết là ánh nắng làm cho cái màu da người ở Phi Châu da đen thiệt đen, loài người ta gọi là hiện đại là từ Phi Châu mà túa ra khắp nơi, ra tới lên tới miền Bắc trên cao Âu Châu trắng tươi, trắng đến mức mà trắng mét luôn đó ha. Và cái tóc nó vàng đi chẳng hạn, không có đơn giản đâu. Do cái sắc tố tôi gọi là melanin, tôi gọi là hắc tố đó, nó ít đi lần lần, tại vì sao, nó không cần cản mặt trời. Tại vì vậy thì chính ánh nắng cho màu da, nhưng mà chính ánh nắng cũng gây tác hại lên da. Cái điểm hay của vấn đề là đó mà hôm nay chúng ta mới bàn sâu vô.